Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 13 tháng 7, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. Sáng nay, kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 đã thành công tốt đẹp và bế mạc sau 2 ngày rưỡi làm việc tích cực, dân chủ, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân thành phố. Cử tri thành phố bày tỏ tin tưởng và phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ năm. Các cấp ngành địa phương đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố bước sang ngày làm việc thứ 3. Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành bầu một số chức danh Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố có bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc kỳ họp. Đầu phiên làm việc sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, thành viên Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Đỗ Song Hào, nguyên Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, do chuyển công tác. Biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Hoàng Duy Đình và ông Vũ Văn Kiền, do nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Với 65 trên 67 phiếu bầu, tỷ lệ 97%, ông Phạm Văn Hà, Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng và ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Với 65 trên 67 phiếu bầu, bằng 95,5%, ông Lê Ngọc Chữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng đã trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Với sự thống nhất cao, Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết, gồm nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố năm 2017, thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xác định 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề 5, tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khẩn trương thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2017, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn trọng điểm, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, phát triển kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích tiêu dùng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý phát triển chỉnh trang đô thị, bảo vệ tài nguyên môi trường, thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa con người, bảo đảm an sinh công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh cải cách công vụ công chức, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2016 với tổng thu ngân sách nhà nước hơn 63.874 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương hơn 21.873 tỷ đồng. Thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, theo đó tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do thành phố quản lý là hơn 66.862 tỷ đồng. Thông qua nghị quyết về việc thông qua dự án lần thứ nhất kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2018, trong đó dự kiến nguồn vốn đầu tư công do thành phố quản lý là hơn 19.481 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư công của Trung ương là hơn 3.456 tỷ đồng. Thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của thành phố. Thông qua nghị quyết ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho nông dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, ban hành 11 cơ chế chính sách hỗ trợ trên các lĩnh vực thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có quy mô lớn, thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có quy mô vừa, hỗ trợ tổ chức cá nhân tham gia liên kết chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP,
hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ xây dựng mỗi xã một sản phẩm, hỗ trợ hình thành hệ thống cung ứng nông sản an toàn thực phẩm, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông sản, hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển trang trại chăn nuôi, hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải cho trang trại, khu sản xuất nông nghiệp tập trung, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung. Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết về việc thông qua quy hoạch khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025 định hướng đến năm 2030 với mục tiêu từ nay đến năm 2025 quy hoạch 5.870 ha khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 6 huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, An Dương, Kiến Thụy, Thủy Nguyên và quận Dương Kinh. Thông qua nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng phát triển du lịch Hải Phòng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực, bền vững, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ hiện đại, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng khác biệt, thân thiện với môi trường, có thương hiệu, có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế, chú trọng phát triển du lịch biển đảo theo chiều sâu, có chất lượng cao, mang đậm bản sắc về vùng đất con người Hải Phòng. Phấn đấu đến năm 2020 đón 8 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng trung bình 8,2% một năm, tổng doanh thu du lịch đạt 3.500 tỷ đồng, tăng trung bình 8,9% một năm. Đến năm 2025, du lịch Hải Phòng cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Cát Bà trở thành khu du lịch quốc tế. Đồ Sơn trở thành khu du lịch quốc gia. Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước. Khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Văn Thành phát biểu bế mạc kỳ họp. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, kính thưa cử tri và nhân dân thành phố. Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân thành phố, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Chúng ta đã nghe, thảo luận và đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Kỳ họp đã dành một ngày để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn với các nội dung rất thiết thực. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận và thống nhất thông qua 9 nghị quyết của kỳ họp và kiện toàn chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Kỳ họp này cũng chính là dịp để thành phố chúng ta kiểm điểm, đánh giá về những chủ trương, những biện pháp đổi mới trong tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15. Các ý kiến tham gia của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đều đồng tình cao với báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chúng ta thống nhất đánh giá 6 tháng đầu năm 2017 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Với sự nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Hải Phòng đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước đột phá toàn diện trên các lĩnh vực. Đánh giá về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017, chúng ta thấy rằng kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực không chỉ phản ánh qua những số liệu ấn tượng mà còn thể hiện qua những cơ chế, chính sách mới được ban hành, mở ra thời kỳ phát triển bền vững cho thành phố, đồng thời cũng thể hiện qua những phương thức quản lý, điều hành mới mang tính hiệu quả cao, bao trùm trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội. Xác định trách nhiệm đưa thành phố bước vào thời kỳ phát triển mới, các mục tiêu kinh tế xã hội
mà nghị quyết lần thứ 6 của Thành ủy tháng 12 năm 2016 và nghị quyết kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề ra là rất cao, đặc biệt là thu ngân sách. Chúng ta đặt ra chỉ tiêu thu ngân sách cho năm 2017 là vượt trước kế hoạch 3 năm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đã đề ra. Kết quả 6 tháng đầu năm đã khẳng định chủ trương đó là đúng đắn. Có được kết quả đó là do chúng ta áp dụng đồng loạt các biện pháp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện một cách rất quyết liệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Và đặc biệt, chúng ta đã đi đầu trong việc thực thi pháp luật về phí và lệ phí đối với các địa phương có cảng biển. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức triển khai việc thu phí sử dụng hạ tầng dịch vụ cảng biển. Đây là một nghị quyết có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân thành phố đòi hỏi trong nhiều năm qua. Việc triển khai bước đầu đã thành công, không chỉ góp phần tăng thu đáng kể cho ngân sách mà còn tạo lập được một cơ chế bền vững làm tăng nguồn thu cho thành phố từ nay về sau. Cũng trong 6 tháng đầu năm, sau một thời gian dài kiên trì đề nghị với các lập luận thuyết phục, Hải Phòng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giao Chính phủ ban hành nghị định quy định chế độ đặc thù về tài chính ngân sách. Đây là một quyết định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển vững chắc của thành phố, là sự hiện thực hóa niềm mong mỏi sâu xa của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong nhiều năm qua. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị được xác định là bước đi quyết định để hiện đại hóa thành phố. Chúng ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra với tinh thần trách nhiệm cao. Do vậy, các công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng trong thời kỳ này đều đạt tiến độ rất khẩn trương, đảm bảo chất lượng, mỹ quan, có công trình đạt kỷ lục quốc gia về thời gian thi công. Điển hình là các công trình cầu vượt Lê Hồng Phong thi công trong 6 tháng, cầu Tam Bạc thi công trong 2 tháng, các công trình đang thi công cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Hàn, cầu Đăng đều được các nhà thầu cam kết rút ngắn thời gian thi công từ 6 tháng tới 1 năm. Đây không chỉ là kết quả của phương pháp quản lý điều hành mang nhiều nét đổi mới, không chấp nhận sự trì trệ, mà còn là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho lãnh đạo thành phố trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được thành phố quan tâm và thúc đẩy và đang phát huy hiệu quả. Đội ngũ các doanh nghiệp đầu tư vào Hải Phòng ngày càng đông đảo. Thành phố đang thể hiện là địa phương năng động, cởi mở với bộ máy đảng, chính quyền, hành động tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Hải Phòng giữ vững là địa phương xếp thứ 2 về chất lượng cải cách hành chính và nằm trong 10 địa phương hấp dẫn nhất với các nhà đầu tư. Việc chỉnh trang đô thị, xây dựng lại chung cư xuống cấp, xây dựng các khách sạn 5 sao, khu đô thị mới hiện đại đang được triển khai tích cực. Các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, thực hiện chính sách xã hội, chăm sóc gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công trong 6 tháng qua đều có bước tiến bộ đáng kể. Công tác an ninh quốc phòng được củng cố, tăng cường, trật tự trị an xã hội được bảo đảm, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố. Hải Phòng được Chính phủ đánh giá tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế của cả nước. Những kết quả rất đáng phấn khởi trên đây vừa là thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, vừa là bài học kinh nghiệm sâu sắc để Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng kinh tế xã hội thành phố cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế và khiếm khuyết, cần phải nhìn nhận rõ để có hướng khắc phục. Chương trình xây dựng nông thôn mới sau những điều chỉnh căn cơ thiết thực của thành phố, một số địa phương có xu hướng chậm lại. Một số công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2017 đã qua 6 tháng vẫn chưa được khởi công. Các công việc liên quan đến chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị như xây dựng lại chung cư xuống cấp, công viên cây xanh Tam Bạc, cung văn hóa, lao động hữu nghị Việt Tiệp bị chậm tiến độ so với yêu cầu. Các vấn đề về quản lý tài nguyên, khoáng sản, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị còn tồn tại nhiều hạn chế. Công tác quản lý thu chi ngân sách có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là vấn đề khó khăn, gây trở ngại cho sự phát triển của thành phố. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính chưa có sự đột phá, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố chưa đạt yêu cầu. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức chưa có sự thay đổi về thái độ, tác phong làm việc, các biểu hiện quan liêu, phiền hà, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ vẫn xảy ra, làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của thành phố. Kính thưa quý vị đại biểu, cử tri thành phố, những kết quả rất tích cực của tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm là động lực quan trọng để thành phố chúng ta phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế xã hội cả năm 2017. Trong 2,5 ngày qua, chúng ta đã thảo luận, phân tích và đều thống nhất với báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, về an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm. Các nội dung toàn diện đó chúng ta đã biểu quyết và xác lập trong nghị quyết của kỳ họp. Tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách. Đây luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cơ quan chính quyền và hệ thống chính trị các cấp. Như quý vị đã biết, trong thời kỳ này, nhu cầu đầu tư phát triển để cải thiện cơ bản hạ tầng kinh tế xã hội thành phố là vô cùng cấp bách, trong khi sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương sẽ ngày càng hạn hẹp. Do vậy, việc siết chặt kỷ cương thu chi ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ mọi nguồn thu, đi liền với việc chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, minh bạch là con đường duy nhất để tăng cường nội lực, phục vụ đầu tư phát triển thành phố, cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân. Chúng ta phấn đấu hoàn thành vượt mức thu mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố kỳ họp thứ 3 đã giao. Và như vậy, chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu thu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đặt ra cho năm 2020. Thứ hai, Ủy ban Nhân dân thành phố cần chuẩn bị kỹ các nội dung để triển khai nghị định của Chính phủ về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng, bảo đảm cho nghị định sớm phát huy hiệu quả, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Thứ ba, tập trung nguồn lực, tạo mọi điều kiện để các nhà thầu thi công nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm. Phấn đấu 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ khánh thành cầu đường Tân Phú Lạch Huyện, cầu Bạch Đằng, quốc lộ 10 mở rộng, cầu Hàn, cầu Đăng, cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, bảo đảm đúng kế hoạch thi công cầu Hoàng Văn Thụ, tuyến đường bộ ven biển, triển khai thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc Sông Cấm. Đồng thời, tích cực triển khai các thủ tục để đầu năm 2018, chúng ta sẽ khởi công mở rộng nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cầu Tân Phú Lạch Huyện 2 kết nối với Cát Hải. 4 là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính,
cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, hành động, liêm chính, tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt của các cơ quan đảng, chính quyền thành phố. Như quý vị đã biết, hiện nay cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính đang được chính phủ và các địa phương trong toàn quốc triển khai rất mạnh mẽ. Trong thời gian qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng, nhưng rõ ràng so với yêu cầu là chưa đạt. Vấn đề của thành phố chúng ta trong lĩnh vực này chính là phải tạo lập được sự chuyển biến trong phong cách, thái độ thực thi công vụ, ứng xử với người dân và doanh nghiệp, là tinh thần trách nhiệm trước sự nghiệp chung của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Trong thời kỳ mới, thành phố không chấp nhận trong bộ máy của mình còn tồn tại những cán bộ có hành vi vô cảm, quan liêu, phiền hà, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Tôi cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan đơn vị, từ thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, tới các sở ngành, quận huyện, phường xã, vừa phải gương mẫu trong lối sống, liêm chính trong thực thi công vụ, vừa phải quản lý, giám sát chặt chẽ hành vi, ứng xử của cán bộ công chức trực thuộc, bảo đảm cho bộ máy đảng, chính quyền các cấp vận hành thông suốt, thể hiện rõ là bộ máy phục vụ nhân dân. Thứ năm, trong tháng 7 này, chúng ta tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thành phố chúng ta thể hiện tấm lòng tri ân với các gia đình, liệt sĩ, thương binh, người có công. Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội cùng cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, chăm lo bằng các hình thức khác nhau đối với các gia đình, liệt sĩ, thương binh, người có công. Kính thưa quý vị đại biểu và cử tri thành phố, nhìn lại kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017, chúng ta vui mừng với những thành tích rất quan trọng đã đạt được. Trên cơ sở đó, chúng ta đã xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2017. Chúng ta tin tưởng rằng với sự đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017. Tạo nền tảng để thành phố phát triển vững chắc, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố. Xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, cử tri và nhân dân thành phố sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15. Xin trân trọng cảm ơn. Với tinh thần dân chủ, đổi mới, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân thành phố, sáng nay kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Qua theo dõi kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng, đông đảo cử tri thành phố bày tỏ sự tin tưởng và phấn khởi trước thành công của kỳ họp. Tại phiên bế mạc sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 đã thông qua các nghị quyết với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Với cả phát triển của thành phố và với cái sự hoạt động có trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và sẽ thực hiện được những mục tiêu định hướng của thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố lần này họp có nghị quyết về du lịch. Đây là một nghị quyết mà đúng hướng, tạo được tiền đề cho việc du lịch Hải Phòng sẽ phát triển tốt hơn trong năm tới và các năm tiếp theo. Thì về kỳ họp lần này, chúng tôi thấy rằng là phía Hội đồng nhân dân thành phố đã có cái nhiều bước đổi mới, kể cả là cái tiếp xúc cử tri cũng như là tiến hành kỳ họp và phỏng vấn và trả lời trên cử tri, chúng tôi rất phấn khởi và những cái đó đã đáp ứng nguyện vọng của cử tri toàn thành phố. Và chắc chắn rằng là sau kỳ họp này, với cá nhân tôi nghĩ rằng đấy, thành phố sẽ có nhiều bước phát triển đổi mới mới. Tại kỳ họp, cơ chế chính sách hỗ trợ và phát triển nông nghiệp nông thôn, quy hoạch khu vùng nông nghiệp công nghệ cao được Hội đồng nhân dân thành phố tập trung xem xét và thông qua nghị quyết. Đây là những vấn đề quan trọng được cử tri đặc biệt quan tâm, nhất là đối với cử tri khu vực ngoại thành. Đề án và cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp thủy sản thì chúng tôi thấy là
nó rất thiết thực với người nông dân hiện nay. Chúng tôi rất phấn khởi và rất tin tưởng thời gian tới đề án này sẽ thiết thực và đi vào đời sống xã hội và sẽ tạo một cái khởi sắc cho nông dân về phát triển nông nghiệp và nâng cao mức sống của người dân. Nhận xét chung của đông đảo cử tri là mỗi kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố đều có sự đổi mới. Các ý kiến kiến nghị của cử tri giải trình một cách rõ ràng, nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã chỉ ra những tồn tại vướng mắc trong các ngành lĩnh vực và đời sống xã hội, thể hiện được vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố. Khi trả lời những cái kiến nghị của cử tri, thì các cái vị đứng đầu các cái sở ngành ban của thành phố, thì khi đã trả lời thì trả lời rất là cụ thể và đã đưa ra được cái mốc thời gian để thực hiện, đã đưa ra được cái cam kết của mình để thực hiện đúng những cái ý kiến của cử tri chúng tôi. Thì qua đấy thì chúng tôi thấy rất là phấn khởi. Qua theo dõi 3 ngày mà kỳ họp này tôi rất là quan tâm và cũng rất kỳ vọng rằng sau cái kỳ họp này thì các cái nghị quyết sẽ thiết thực đi vào cuộc sống. Với niềm tin và kỳ vọng, cử tri và nhân dân thành phố đang dõi theo những bước chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và điều hành của các cấp ngành địa phương theo các nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình đánh giá cao sự quan tâm của các cơ quan báo chí đối với các hoạt động diễn ra trên địa bàn Hải Phòng và khẳng định lãnh đạo thành phố luôn chỉ đạo xuyên suốt các dự án giao thông, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đưa nhiều công trình vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân thành phố. Những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội và giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, thành phố sẽ áp dụng tối đa lợi ích cho người dân trên cơ sở pháp luật. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hữu Doãn đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố và chủ đề năm 2017 của thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các ngày lễ, sự kiện lớn, nhất là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng vừa tổ chức đoàn thăm tặng quà các đồng chí thương bệnh binh tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo. Tham gia đoàn có đại diện Câu lạc bộ ảnh báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam. Đoàn đã trao quà cho đại diện Ủy ban Nhân dân xã nhờ chuyển tới các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng bức ảnh đồng đội, chụp 4 thương binh bệnh binh đang sinh sống tại xã Tân Liên. Tác giả bức ảnh là nhà báo Vũ Dũng, cựu chiến binh, phóng viên báo Hải Phòng. Tại gia đình ông Dương Quốc Chính, thương binh hạng 2/4, đoàn đã tặng quà và bức ảnh ý nghĩa này cho gia đình. Tới thăm thương binh Phạm Hồng Giỏi ở thôn 8, thương binh Nguyễn Văn Xính ở thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, đoàn cảm ơn những cống hiến của các đồng chí thương bệnh binh, chúc các đồng chí cùng gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các cấp ngành đơn vị và tuổi trẻ Hải Phòng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân, cống hiến của các bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố, với mong muốn các mẹ luôn sống vui, sống khỏe và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đoàn Thanh niên Liên đoàn Lao động thành phố vừa tới thăm tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Cồn ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo. Đoàn viên thanh niên đơn vị thăm hỏi sức khỏe và đời sống của mẹ, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ thành phố. Đoàn đại biểu huyện Thủy Nguyên vừa tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, tưởng niệm những người con trung hiếu của dân tộc đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước đó, đoàn tới dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, khu di tích ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Quảng Bình. Khối 10 Ban Chỉ huy Quân sự Tự vệ, Chính quyền địa phương cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủy Nguyên tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa
tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Cứ ở xã Kỳ Sơn. Mẹ Cứ có chồng và con trai duy nhất hy sinh trong kháng chiến. Khối 10 Ban Chỉ huy Quân sự Tự vệ hỗ trợ 70 triệu đồng. Cán bộ chiến sĩ đơn vị và nhân dân địa phương giúp ngày công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Là một công nhân tiêu biểu của đội sửa chữa chi nhánh Cảng Tân Vũ, những năm qua, không chỉ gương mẫu trong phong trào thi đua, lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mà anh Nguyễn Vũ Trang còn là đảng viên gương mẫu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tấm gương người công nhân này trong phóng sự ngay sau đây. Gần 20 năm gắn bó với công việc sửa chữa thiết bị điện tại chi nhánh Cảng Tân Vũ, công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, anh Trang luôn tận tụy miệt mài với công việc hàng ngày. Do tính chất đặc thù của hoạt động dịch vụ cảng biển với lưu lượng tàu thuyền ra vào làm hàng liên tục nên công nhân cảng làm việc 3K 24/24 giờ. Đây cũng là động lực thôi thúc đội ngũ công nhân cảng như anh Trang phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm thời gian và sức lao động. Với sáng kiến phục hồi mạch điện trong hộp cầu chì và rơ le tổng trên xe ô tô vận chuyển trong cảng, anh Trang được đánh giá là một trong những người thợ có nhiều sáng tạo trong công việc. Sáng kiến này thì thứ nhất là xe là không phải làm chết dài phải trong thời gian mà chờ đợi vật tư, bởi vì vật tư của mình nó sẵn có thể là thay thế vào cái vật tư đặc chủng của xe. Thứ hai là lái xe là cũng có phương tiện để mà khai thác, để đưa xe vào sản xuất kịp thời. Chúng tôi là phải có cải tiến sáng kiến kỹ thuật, đưa những cái thiết bị sẵn có trên thị trường vào thay thế những cái thiết bị mà hư hỏng trên xe. Với lòng yêu nghề và nhiều năm gắn bó với công việc chuyên môn, đảng viên Trang còn thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động sửa chữa máy móc thiết bị, phục vụ hoạt động sản xuất của đơn vị. Cái sáng kiến mà đồng chí Trang áp dụng vào cái phương tiện, đấy, khi chúng tôi ra sản xuất là rất là thấy yên tâm. Và những lúc mà khi mà phương tiện có những cái sự cố, thì bên đội sửa chữa với người trực tiếp điều khiển phương tiện như chúng tôi là cùng nhau là giải quyết rất là nhanh chóng. Trong cái công việc chuyên môn ấy thì đồng chí luôn là người đi đầu, gương mẫu, đặc biệt là trong cái tiếp thu cũng như là tiếp nhận các cái phương tiện mới, khoa học hiện đại thì đồng chí là người mà rất là chịu khó tìm tòi học hỏi, và qua thực tiễn công việc ấy thì đồng chí là có những cái sáng kiến giúp cho chi bộ chúng tôi là hoàn thành cái nhiệm vụ. Đối với tập thể thì đồng chí cũng là rất là hòa đồng, có lối sống rất là giản dị và được anh em rất là tin tưởng. Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của anh Trang đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho đơn vị, góp phần tô thắm truyền thống công nhân cảng Hải Phòng. Đó là tình yêu lao động và sự sáng tạo không ngừng trong lao động sản xuất, góp phần khẳng định vị thế của cảng Hải Phòng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố và đất nước. Đã từ lâu, nước mắm Cát Hải được người tiêu dùng biết đến nhờ uy tín thương hiệu. Bên cạnh không ngừng nâng cao chất lượng, giữ vững giá trị của sản phẩm nước mắm truyền thống, công ty còn chú trọng làm tốt công tác thị trường. Tại Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cát Hải, việc duy trì chất lượng, giữ vững và phát triển thương hiệu sản phẩm truyền thống luôn được đặt lên hàng đầu. Nhờ đẩy mạnh sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng nên trong 6 tháng đầu năm, công ty đã tiêu thụ 2,8 triệu lít nước mắm các loại, doanh thu đạt 95 tỷ đồng. Tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, nộp ngân sách nhà nước gần 4 tỷ đồng. Cùng với hoàn thiện công tác quản lý, công ty còn quan tâm đầu tư công nghệ chế biến và chiết rót sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm. 6 tháng qua, công ty đã chủ động thu mua, khai thác 3.000 tấn cá trượp, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Liên quan đến việc di chuyển đến địa điểm mới phục vụ thi công các dự án trên đảo, công ty đã chủ động chuẩn bị để đón đầu hướng phát triển lâu dài trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.